quý vị chưa ổn định thì chương trình chưa bắt đầu được ạ. Và chúng tôi rất là mong muốn rằng toàn thể quý vị khách mời cũng như tất cả anh em bạn bè của Đạt Villa, chúng ta hãy khẩn trương di chuyển đến các bàn tiệc để tất cả chúng ta sẽ tạo ra một không gian đẹp nhất, trang trọng nhất cho buổi lễ thành hôn của cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Chúng tôi biết rằng nhiệt độ ngoài trời đang rất oi bức và cũng xin được cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của tất cả anh em bạn bè của cô dâu chú rể có mặt tại đây trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và một lần nữa xin trân trọng kính mời tất cả mọi người, chúng ta hãy khẩn trương ổn định chỗ ngồi để chương trình sẽ được diễn ra đúng theo thời gian mà cô dâu chú rể đã dự định. Của ngôi sao ca nhạc Du Thiên, ngôi sao ca nhạc Minh Vương, danh hài Hiệp Ca, anh Tùng Vàng và rất nhiều các KOL, các nghệ sĩ, các TikToker, các YouTuber cũng như rất nhiều anh em bạn bè của cô dâu chú rể đang hiện diện tại gia đình họ nhà trai trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay lúc này chúng tôi một lần nữa rất hân hoan đồng nhiên được chào đón quý vị, mong rằng quý vị chúng ta hãy khẩn trương ổn định chỗ ngồi để chương trình sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp. Có thể bàn ghế thiếu nhưng tình cảm rộng bao la. Chúng tôi ngày hôm nay xin được trân quý tất cả những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp của quý vị đã dành đến cô dâu chú rể. Một lần nữa xin trân trọng kính mời, xin cảm ơn rất nhiều. Chờ đợi tất cả những anh quay phim, chụp ảnh và các anh TikToker làm việc nữa. Các anh phải về một cái vị trí để cho ban tổ chức chúng tôi có thể tổ chức buổi lễ thành hôn được thật tuyệt vời cho buổi trưa ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị là vô cùng hạnh phúc, nhưng mà buổi lễ thành hôn còn quan trọng hơn rất nhiều. Nên đề nghị tất cả các YouTuber, các quay phim, chúng ta hãy chọn cho mình vị trí hợp lý để cho buổi lễ thành hôn được phép bắt đầu. Triệt Minh này đã. Vâng, thưa quý vị. Và ngày hôm nay, mỗi một vị khách đến đây là một niềm vui với hai bên gia đình. Và mỗi một lời chúc của quý vị là những món quà ý nghĩa nhất chúng ta dành tặng cho Đạt Villa và Divya.
Chính vậy, chúng tôi rất mong toàn thể quý vị chúng ta hãy khẩn trương ổn định chỗ ngồi, tạo điều kiện để chương trình sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn rất nhiều.